các bạn đang nghe truyện quyền lực đỉnh phong siêu cấp công chức trên kênh TV Audio CV. Chương 54, Trần Chí Viễn cố ý gây khó dễ. Sau khi ăn cơm trưa, Chu Dương lập tức ngồi xe khách đi đến huyện Thành. Từ nơi này đi huyện Thành gần, ngồi xe khách hơn 20 phút là đến nơi. Đến văn phòng ban chấp hành phát triển kế hoạch của huyện Thành, Chu Dương đi tới phòng họp. Lúc này đã có vài người ngồi rải rác, đều là những người trung niên khoảng 40 tuổi không có gì bất ngờ, những người này đều là trấn trưởng hoặc bí thư các hương trấn. Tử Vân huyện không nhỏ, quản lý chính trấn và 13 xã, tổng dân số có 40 vạn người. Sau khi nâng cấp lên huyện, dân số nơi đây tăng nhanh, thường đạt tới 100 vạn, kinh tế cũng rất phát triển. Trong đó có không ít công lao của Vương Trường Công. Lần này tuyển điều sinh, chỉ có Chu Dương đến Hồng Đỉnh Trấn, nhưng đến các huyện khác lại có những người khác. Sau khi được phân công không lâu, Vương Trường Công được phân công đến xã Bách Lý làm tạm giữ chức phó chủ tịch xã. Nếu nói Chu Dương được phân đến Hồng Đỉnh Trấn có hạng mục lớn là nhờ chiếu cố, thì Vương Trường Công bị phân công đến xã làm tạm giữ chức phó chủ tịch xã là do bị bài xích. Tử Vân huyện có 9 trấn và 13 xã, mặc dù hương trấn cùng cấp, nhưng địa vị của trấn cao hơn, thường thì trấn có dân số và kinh tế phát triển hơn xã. Ít nhất ở trấn có phố phường ra dáng, trong khi xã Bách Lý hoàn toàn là nông thôn. Chu Dương có đồng học ở xã Bách Lý, văn phòng ủy ban xã chỉ là nhà cấp 4. Hiện tại Vương Trường Công tạm giữ chức, không phải chức chính thức, thực tế vẫn là khoa viên. Tuy nhiên, so với một số người phải trú điểm trong thôn thì tốt hơn nhiều, dù sao Vương Trường Công tốt nghiệp khoa chính quy đại học 985, ở thời đại này địa vị rất khác. Chu Trấn Trưởng Nhìn thấy Chu Dương, Vương Trường Công rất vui mừng, Hiện giờ hắn cầm trong tay một chiếc Nokia 8810. Hắn hiện là phó chủ tịch xã, không có điện thoại sẽ khó mở rộng công tác, tháng lương đầu tiên hầu hết dùng để mua điện thoại. May mắn ở ủy ban xã ăn cơm không tốn tiền. Dĩ nhiên, ở xã có tiền cũng không xài được. Bên kia, khoảng cách nội thành xa, đến huyện cũng mất 40 phút. Nhưng lần này Hồng Đỉnh trấn quy hoạch khu hóa chất, Chu Dương có ý quy hoạch lên gần xã Bách Lý có tư tâm cũng có công tâm tư tâm là hy vọng vương trường công có chút thành tích thuận tiện sau này thăng chức công tâm là khu hóa chất không thể quá gần nội thành gần xã bách lý là thích hợp qua xã bách lý là đến cách bích thị khoảng cách này vẫn hợp lý vương chủ tịch xã đến sớm a chu dương cười hai người đều là phó khoa mới vào chức nên ngồi cùng vị trí gần nhau không có cách khoảng cách xa không tới sớm sợ xảy ra chuyện vương trường công cười hắn không có gì bất mãn từ nhỏ đến lớn chưa ngồi xe buýt hai lần thường đi bộ ngươi làm sao qua được chu dương biết xã bách lý đến huyện không có xe khách chỉ có xe xích lô kéo khách ngồi ba lượt xe vương trường công cười không bất mãn hay ghét bỏ ân biết lần này vì sao tập trung không chu dương hỏi không biết chủ tịch xã và bí thư đảng ủy xã bách lý không rảnh chỉ nói tham gia hội họp, ký cái đến là xong. Vương Trường Công nói. Chu Dương im lặng, xã Bách Lý đơn giản là cha không thương, mẹ không yêu. Người đứng đầu bày nát, Hồng Đỉnh Trấn tình huống khá hơn, người đứng đầu bày nát, quả thật im lặng. Hơn 10 phút sau, người đến đông đủ, lúc này cửa phòng họp truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Chu Dương nhìn, lập tức im lặng. Trần Chí Viễn, Chu Dương cảm thấy, gia hỏa này cố ý xuất hiện trước mặt mình. Lúc này Trần Chí Viễn cùng ban chấp hành phát triển kế hoạch huyện và thường vụ phó huyện trưởng đang đi tới. Nhìn thấy điều này, Chu Dương biết, gia hỏa này muốn làm gì. Một đơn vị sự nghiệp cấp dưới, xí nghiệp nhà nước trung tầng bị một chính khoa và một phó xử coi trọng như vậy, hiển nhiên là trong tay có đại bảo bối. Các vị hương trấn người phụ trách, hôm nay chúng ta may mắn mời đến đồng chí Trần Chí Viễn, trưởng khoa khoa chuyển hóa kết quả công ty khoa học kỹ thuật viện khoa học kỹ thuật đại học giang bắc làm báo cáo viên mọi người vỗ tay hoan nghênh thường vụ phó huyện trưởng nói mọi người lập tức vỗ tay chu dương cũng vỗ tay nhưng không có âm thanh các vị đồng chí rất may mắn được báo cáo tại đây hôm nay ta bàn về một dự án kết quả chuyển hóa một hạng mục khoa học kỹ thuật đại học giang bắc là nơi trí thức cao tầng của giang đông cũng là đầu nguồn khoa học kỹ thuật của chúng ta hiện tại có mấy hạng mục dự định rơi xuống các hương trấn xung quanh nghi thành. Ta muốn mời các cán bộ lãnh đạo lên diễn thuyết, giới thiệu ưu thế của các ngươi. Khoa chúng ta sẽ tổng hợp đánh giá, hương trấn nào tốt nhất sẽ có cơ hội thắng hạng mục khoa học kỹ thuật rơi xuống đất. Nghe vậy, Chu Dương trong lòng gọi thầm tuyệt, đúng chất quan liêu kiểu cách, kiếp trước Trần Chí Viễn chính là nóng lòng làm thăm hỏi, phát biểu nói chuyện, phê điều tử, không làm việc hiện thực. Phàm là việc có thể nổi bản thân hắn minh thần võ cùng quyền lực địa vị, hắn liền thích làm nhưng hắn thả mồi câu phía dưới hương trấn lãnh đạo điên cuồng họ biết hồng đỉnh trấn cầm hạng mục lớn còn lại hương trấn chưa có gì hiện tại có cơ hội tốt tự nhiên không bỏ qua ta thành quan trấn đến trước đi lúc này trấn trưởng thành quan trấn tự thân lên đài diễn thuyết thành quan trấn là hương trấn có địa vị cao nhất hắn ra sân đầu tiên rất bình thường đầu tiên ta giới thiệu tình huống thành quan trấn chúng ta tại huyện khu vị trí ưu thế rõ ràng, hạng mục rơi xuống đất sẽ có nhân tài đưa vào, nếu tại hương trấn khác, sinh hoạt giao thông không tiện trấn trưởng thành quan trấn nói xong, Trần Chí Viễn bắt đầu nhận xét, thành quan trấn tổng hợp tình huống rất tốt, bên này cũng có hạng mục thích hợp, trấn trưởng thành quan trấn được trả lời chắc chắn, trong lòng yên tâm. Tiếp theo, lãnh đạo hương trấn khác cũng lên đài diễn thuyết, vì Trần Chí Viễn nói có mấy hạng mục, thành quan trấn không thể lấy hết. Mọi người bình quân 5 phút diễn thuyết, Trần Chí Viễn ngữ khí ôn hòa, từng cái nhận xét không biết còn tưởng hắn là chủ tịch huyện tiếp theo đến phiên chu dương làm diễn thuyết chu trấn trưởng đến ngươi trần chí viễn nhìn chu dương trong mắt mang theo tiếu ý chu dương không cần nghĩ cũng biết rõ gia hỏa này muốn mượn cơ hội để nói móc mình tuy nhiên chu dương không sợ chỉ thấy hắn đi đến trước sân khấu nói nghe các vị hương trấn lãnh đạo báo cáo ta cảm thấy không quản hạn một rơi vào trấn nào đều là thịt ngon nát trong nồi người trong nhà không phân lẫn nhau nếu các vị cần hỗ trợ ta hồng đỉnh trấn nhất định sẽ việc nghĩa không từ chối cảm ơn mọi người chu dương nói xong liền muốn đi chu trấn trưởng chờ một chút trần chí viễn không để chu dương dễ dàng xuống đài như vậy không biết trần khoa trưởng có gì chỉ bảo chu dương cười mà đợi trần chí viễn lạnh lùng nói vừa rồi các vị hương trấn lãnh đạo đều ra sức tranh thủ hạng mục nhưng ta thấy hồng đỉnh trấn không phải rất tích cực ngươi cũng là tuyển điều sinh lẽ ra nên tràn đầy nhiệt tình a à, sao lại thế này trần chí viễn nói xong toàn trường yên lặng ngay cả thường vụ phó huyện trưởng cũng thu liễm nụ cười vương trường công dưới đài thật sự lo lắng cho chu dương ha ha trần khoa trưởng hiểu lầm rồi không phải ta không muốn mà là trước khi ta về cơ sở văn phòng ủy ban thành phố và ban chấp hành phát triển kế hoạch thành phố đã có quy hoạch khác cho hồng đỉnh trấn và xã bách lý những hạng mục này không phù hợp với quy hoạch của chúng ta nên theo nguyên tắc thịt ngon nát trong nồi chúng ta hồng đỉnh trấn và xã bách lý không cùng các vị đồng chí cạnh tranh nói xong chu dương đứng dậy rời đi trực tiếp bỏ qua trần chí viễn chu dương trong lòng thoải mái ngươi nghĩ gì mà trang bức với ta ta hạng mục quy hoạch còn cao hơn ngươi mọi người nghe rõ ràng hồng đỉnh trấn và xã bách lý đây là muốn bay lên a bọn họ vì mấy cái bánh bao thịt mà ồn ào người ta đã an bài sơn trân hải vị quả nhiên không hổ là hồng nhân của văn phòng ủy ban thành phố Hồng Đỉnh Trấn có người như vậy, hạng mục nào mà không lấy được. Mọi người lúc này toát ra vẻ ghen tị. Trần Chí Viễn như một kẻ ngớ ngẩn, mọi người cũng nghe rõ ràng gia hỏa này muốn để Chu Dương khó xử. Thường vụ phó huyện trưởng Hồ Hưng Quốc nụ cười dần hiện rõ, nghĩ thầm, chính ta vẫn coi nhẹ tiểu đồng chí này, loại này có thể thăng tới triều đình bản lĩnh đúng là mình khiếm khuyết, mặc dù mình là phó huyện trưởng, nhưng tại chính quyền thị ủy không có tiếng nói, nguyên nhân là khoảng cách nội thành quá xa, không thể cùng thị khu lãnh đạo tâm tình hắn cũng một mực mua đồ thăng tiến, tử vân huyện không phải là thị khu quản hạt, phó huyện trưởng cũng chỉ là phó sự cấp, mà thị khu phó khu trưởng là chính sự cấp, nếu được điều nhiệm thị khu quản hạt phó khu trưởng, đó chính là chính sự cấp. Thường vụ phó huyện trưởng Hồ Hưng Quốc trong đầu nháy mắt hiện lên không ít suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận có người chọc mình, dư quan quét qua, phát hiện là chủ nhiệm ban chấp hành phát triển kế hoạch huyện. Ừm, cảm ơn chu trấn trưởng diễn thuyết. Tất nhiên, mọi người đã giới thiệu qua chính mình, tiếp theo mời trần khoa trưởng cân nhắc xem hương trấn nào thích hợp hạng mục rơi xuống đất đây là sự quan tâm cao độ của huyện ủy và huyện ủy ban hồ hưng quốc nói như vậy cũng muốn chấm dứt cuộc họp hồ huyện trưởng yên tâm hôm nay ta sẽ đưa danh sách cho ngài trần chí viễn chịu đựng buồn nôn nói hắn không ngờ chu dương lại phản kích như vậy sau đó hội nghị kết thúc các vị hương trấn lãnh đạo bắt đầu tan cuộc Hồ Hưng Quốc lúc này cũng cùng Trần Chí Viễn rời đi phòng học. Chu Trấn Trưởng lưu lại một chút. Lúc này, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban huyện gọi. Chu Dương chào hỏi Vương Trường Công, rồi hướng về phía Phó Chủ nhiệm đi đến. Triệu Chủ nhiệm, có chỉ đạo gì sao? Chu Dương hỏi. Hồ huyện trưởng chờ một lát muốn gặp Chu Trấn Trưởng, chờ một lát, tốt. Chu Dương biết, đây là muốn hỏi thăm mình liên quan đến quy hoạch của thành phố đối với Hồng Đỉnh và xã Bách Lý. Chờ khoảng nửa giờ, Hồ Hưng Quốc mới tiễn Trần Chí Viễn rời đi. Vào phòng họp, hiện tại chỉ còn lại Chu Dương. Chu Trấn Trưởng đến Hồng Đỉnh, đã thích ứng chưa? Hồ Hưng Quốc cười hỏi. Đa tạ Hồ huyện trưởng quan tâm, thích ứng cực kỳ, dù sao cũng là quê hương của mình. Chu Dương hạ thấp tư thái, nhưng không quá thấp. Hắn biết vị này muốn giao tiếp, nhưng không muốn trở thành công cụ của Hồ Hưng Quốc. Ừm, nghe nói văn phòng ủy ban thành phố và ban chấp hành phát triển kế hoạch thành phố có quy hoạch mới cho hồng đỉnh và bách lý hồ hưng quốc hỏi hồ hưng quốc biết hắn ở thành phố chính là người điếc người mù có chuyện tốt chờ mình phát hiện người ta đã ăn no đúng vậy trước khi ta về cơ sở thành phố đã định phát triển mạnh công nghiệp hóa chất liễu nguyên công nghiệp hóa chất là cái đầu tiên sau sẽ đưa các xí nghiệp công nghiệp hóa chất trong và ngoài nước đến đây xây nhà máy cuối cùng làm một khu công nghiệp quốc tế hóa cỡ lớn lấy hồng đỉnh trấn làm trung tâm phóng xạ xã bách lý hạng mục kế hoạch ta trước khi đến đã làm gần xong chu dương nói chủ yếu lo lắng mình làm kế hoạch không qua huyện để vị này không vui dù sao cái này là vượt cấp báo cáo là điều tối kỵ đương nhiên chu dương cũng tin đối phương không hỏi tàu chủ nhiệm lúc nào giao kế hoạch đây đúng là kế hoạch trăm năm của nghi thành nhưng ô nhiễm xử lý thế nào hồ hưng quốc chủ trì công việc thường ngày thuộc huyện ủy ban người đứng thứ hai huyện ủy huyện ủy ban tứ bả thủ tự nhiên không tầm thường chúng ta tính toán sáng tạo ủy ban dẫn đầu xây dựng nhà máy xử lý nước bẩn để xí nghiệp công nghiệp hóa chất góp vốn làm một cải cách bảo vệ môi trường theo chế độ sở hữu hỗn hợp phù hợp xu hướng cải cách trước cũng giải quyết vấn đề ô nhiễm chu dương nói hồ hưng quốc bị rung động Hồ Hưng Quốc biết Chu Dương trước làm phương án cải chế xí nghiệp nhà nước cùng với phương án hủy bỏ thuế nông nghiệp, đồng thời trên Giang Đông Nhật báo phát biểu văn chương, là chính trị minh tinh từ từ bay lên của Giang Đông giới chính trị. Trước không thấy Chu Dương, còn nghĩ là có cao nhân chỉ điểm, giúp đỡ tạo thế, nhưng về sau phát hiện Chu Dương xuất thân nông dân, có kiến giải như vậy, đúng là bản lĩnh thật sự, hôm nay xem xét, lại lần nữa cường hóa cách nhìn. Rất tốt, hạng mục này rất tốt về sau nếu cần ủng hộ tìm ta báo cáo nhân tài vật ta sẽ tận khả năng phối hợp hồ hưng quốc không ngốc hiện tại không cố gắng quả ngon liền bị người hái may mắn là chu dương tham dự không thì quả ngon không biết bị ai cướp hiện tại thấy hồng đỉnh trấn hai tên phế vật không tham dự là lựa chọn chính xác nhất hồ huyện trưởng yên tâm ta có khó khăn nhất định sẽ ngay lập tức tìm ngài nghe chu dương nói vậy hồ hưng quốc lộ nụ cười hài lòng ta cũng tin ngươi năng lực, tương lai chủ chính Hồng đỉnh cũng không phải không có khả năng," Hồ Hưng Quốc nói, gần như ám chỉ rõ ràng. "Hồ huyện trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của ngài." "Tốt. Ta thích ngươi loại này, có nhiệt tình của tuổi trẻ." Hồ Hưng Quốc vỗ vỗ vai Chu Dương, sau đó hỏi thăm một chút về sinh hoạt của Chu Dương, rồi giữ lại mời Chu Dương ăn một bữa cơm. Bữa cơm này chỉ có Hồ Hưng Quốc và Chu Dương, Hồ Hưng Quốc không mời những người khác hiển nhiên là có ý riêng trong đó cũng biểu hiện sự coi trọng đặc biệt đối với chu dương ăn xong cơm tối hồ hưng quốc phái người đưa chu dương về trụ sở ủy ban hồng đỉnh trấn chu dương nằm trên giường trong lòng không khỏi cảm khái không nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy một thường vụ phó huyện trưởng đối với mình một phó khoa cán bộ lại coi trọng như vậy đương nhiên hắn biết là vì mình có khả năng liên hệ trực tiếp với cấp trên không thì người khác cũng không coi trọng mình như thế tại hồng đỉnh trấn chu dương ở thêm hai ngày rồi vào sáng sớm thứ sáu đi lên thành phố thật ra hiện tại hồng đỉnh trấn thêm hắn thì không nhiều thiếu hắn cũng không ít cho nên rời đi một ngày không ảnh hưởng gì đến thành phố chu dương chạy thẳng tới văn phòng ủy ban thành phố sau đó đến ban chấp hành phát triển kế hoạch chu dương đặt phương án mới lên bàn tàu chính hoa tàu chủ nhiệm ngài xem phương án này thế nào chu dương lấy ra phương án mới nhưng tào chính hoa không nhìn mà nói được rồi để đó ta đang triển khai cuộc họp không có gì bất ngờ xảy ra nội bộ chúng ta thông qua không vấn đề gì đến lúc đó qua thường vụ hội rồi đến thường ủy hội qua hai cái này là xong chu dương nghe ý của tào chính hoa phương án của hắn nhất định có thể qua các nhân vật lớn nhìn vấn đề đều rất chuẩn xác dù sao đã qua nhiều năm lăn lộn quan trường vậy liền vất vả chủ nhiệm chu dương biết hiện tại ban chấp hành phát triển kế hoạch chính là tàu chính hoa định đoạt vì chủ nhiệm chính sách điều đi từng thứ sáu ngươi cũng sớm một chút tan tầm sau khi rời ban chấp hành phát triển kế hoạch chu dương cũng đi văn phòng ủy ban thành phố tìm chu chính quân báo cáo tiến triển công tác gần đây bao gồm cả vấn đề khu công nghiệp hóa chất ngươi yên tâm ủy ban thành phố chắc chắn sẽ ủng hộ ngươi ta và thị trưởng cùng với vương thị trưởng đều rất tin tưởng ngươi chu chính quân càng nhìn chu dương càng hài lòng thật tình hy vọng chu dương có thể tiến xa hơn loại người như hắn nếu không sớm nắm quyền lực đoán chừng sẽ bị nhiều người xa lánh bởi vì cây cao hơn rừng gió tất thổi bật rễ và hắn cũng muốn chu dương nhanh chóng trưởng thành cảm ơn lãnh đạo tài bồi không có ngài thì không có ta hôm nay chu dương nói thật lòng không có chu chính quân mình dù trùng sinh cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy rời văn phòng ủy ban thành phố, Chu Dương thấy còn sớm, liền đi công ty chứng khoán xem tài khoản cổ phiếu của mình. 8 vạn 7. Nhìn thấy số tiền, Chu Dương không khỏi kích động. Dựa theo xu thế này, cuối năm có thể có 20 vạn, nếu có 20 vạn, mình có thể mua một chiếc Santana. Tuy nhiên, hắn hiển nhiên không mua ngốc như vậy, hiện tại một chiếc một. 3 lít cha ra cũng chỉ hơn 7 vạn, mình hoàn toàn có thể mua nhưng hắn biết hiện tại chưa thích hợp mua, vì giá nhà sắp tăng vọt, hắn muốn giữ lại tiền mua bất động sản. Đương nhiên, nếu có tiền dư, mua một chiếc cha ra cũ cũng không phải không được, hắn cảm thấy xe này dễ giảm giá, không cần mua quá tốt. Sau đó Chu Dương trở về phòng thuê, đúng lúc em trai em gái cũng đi học về. Buổi tối mọi người vẫn đi ăn cơm tại nhà Tần Thư Di. Trong mắt ba mẹ Tần Thư Di, sau này hai nhà là một, nên thường mời họ sang ăn cơm chu dương cũng tiện tay mua ít thức ăn thời gian này rất tốt thứ hai đến thứ sáu ở nông thôn thứ bảy chủ nhật ở thành phố sau khi cùng tầng thư di một ngày rưỡi chiều chủ nhật chu dương trở về hồng đỉnh trấn trên đường hắn ghé cửa hàng xe đạp mua một chiếc xe thống nhất hiện tại xe đạp phượng hoàng đã không còn nổi tiếng mua xe đạp xong chu dương mua ít đồ ăn rồi đạp xe về nhà đêm đó cùng cha mẹ ăn cơm sáng sớm hôm sau hắn đạp xe về ủy ban trấn. Tổng cộng mất 30 phút, coi như chấp nhận được, như rèn luyện sức khỏe. Tiếp trước hắn chết vì ung thư đại tràng, lần này thật sự phải kiềm chế bản thân. Những ngày tiếp theo Chu Dương làm việc từng bước, đồng thời giữ liên lạc với tàu chủ nhiệm, đảm bảo hạng mục rơi xuống đất, cuối cùng nhận được sự nhất trí khen ngợi từ ban chấp hành phát triển kế hoạch. Chu Dương thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ban chấp hành phát triển kế hoạch thành phố chấp thuận, thị trưởng và bí thư thị ủy sẽ không phản đối hiện tại tại thành phố nghi thành thị trưởng càng thêm mạnh mẽ chuyện này rất ổn nửa tháng sau thường vụ hội và thường ủy hội thông qua phương án liên quan đến khu công nghiệp của chu dương chuẩn bị chọn ngày công bố thời gian trôi nhanh đến tháng 9 các học sinh đều khai giảng hạng mục liễu nguyên công nghiệp hóa chất bắt đầu rơi xuống đất thiết bị bắt đầu lắp đặt đồng thời nhà máy xử lý nước bẩn do ủy ban dẫn đầu cũng bắt đầu xây dựng nhà máy này không chỉ xử lý nước thải mà còn xử lý chất thải rắn hiện đang là một số công trình biên giới khoản bồi thường thu hồi đất cũng được phát bổ sung không ai lớn tiếng về khoản bồi thường chỉ các lãnh đạo ký tên khoản bồi thường tăng lên gấp mấy lần nhiều đồng chí tính toán không sai thấy người dân thiệt thòi liền biểu hiện mình là quan tốt nhưng như vậy sẽ đắc tội đồng chí khác bất lợi cho giải quyết vấn đề giúp dân giành quyền lợi ngắn hạn nhưng về sau công việc mình khó mở rộng vì đắc tội người Liên quan đến khoản bồi thường, Chu Dương không coi là nhiệm vụ chủ yếu, chỉ là một phần nhỏ. Mặc dù mục đích chính của hắn là các phương diện khác, nhưng cũng thuận tiện giải quyết chuyện cấp bách của dân. Kinh nghiệm kiếp trước nói cho hắn, làm công bột của dân không thể cứng đầu, hôm nay, nông dân phản ánh khoản bồi thường thấp đã nhận được khoản bồi thường nên được. Đa tạ Chu Trấn Trưởng, ngài thật là một quan tốt. Thông dân rất cảm kích. Không cần khách khí, ủy ban chúng ta là người phục vụ, là công mục của nhân dân, đưa tiễn thôn dân, Chu Dương rời phòng làm việc, tính đi công trường xem xét. Tháng 9 nắng gắt, cuối thu vẫn rất mãnh liệt, nhưng so với tháng 8 đã khá hơn nhiều. Công nhân công trường đang bận rộn. Nhìn thi công hiện trường như vậy, trong lòng Chu Dương yên tâm không ít. Chu Dương mở sổ tay, xuống cơ sở một tháng, giải quyết chuyện bồi thường, hiện tại có thể xử lý chuyện khác. Vì Chu Dương công tác xuất sắc, cùng với biểu hiện ở thành phố và huyện, trấn ủy bí thư trần kiến quân giao cho hắn phụ trách công tác xây dựng đất đai và tài nguyên quốc thổ dù sao chu dương đã chuẩn bị tốt chuyện trưng thu trong một tháng nên hắn phụ trách cũng hợp lý đối với chu dương hiện tại hắn có thể xử lý chuyện bí thư thôn một hoa thôn một thượng du cưỡng chiếm đất đai của gia đình một quốc cường và đánh gây thương tích cho một quốc cường tất nhiên phụ trách công tác xây dựng đất đai ở nông thôn chu dương liền có cơ hội xuống thôn để tìm hiểu tình hình thế là hắn kêu chu cường cùng đi điều tra nghiên cứu chu cường cũng rất im lặng chu dương tuổi trẻ chạy khắp nơi không có việc gì hắn dù sao cũng là trưởng bối của chu dương nhưng lại bị kéo chạy khắp nơi thật bất đắc dĩ ai kêu chức vị không lớn chu trấn trưởng hôm nay điều tra nghiên cứu ở đâu bởi vì mấy ngày qua đã điều tra các thôn khác hôm nay còn muốn nhìn xem tâm trạng của chu dương đi một hoa thôn đi chu dương không có đi một hoa thôn ngay từ đầu vì lo rằng người ta nghĩ mình cố ý gây chuyện, hiện tại đi là thích hợp nhất. Một hoa thôn cách thị trấn khoảng 7-8 dặm, ngồi trên xe máy của Chu Cường không mất nhiều thời gian. Đến một hoa thôn, Chu Dương đầu tiên đi thôn quỷ hội. Lúc này, nhân viên công tác của thôn quỷ hội đã đông đủ, đoán chừng là Chu Cường vừa gửi tin nhắn. Chu Trấn Trưởng, Đại giá quan Lâm, không báo trước một chút, không thì ta an bài xe trong thôn đón ngài bí thư chi bộ thôn một thượng du nhiệt tình chào đón, rất niềm nở. Chu Dương nhìn lướt qua thôn ủy hội đại viện, thấy mặt đất được lát xi măng. Những thôn khác mấy ngày qua không có thôn nào có đại viện thôn ủy hội được đổ xi măng nền, bình thường đều là đất, dù sao kinh tế không phát triển, mặt đất xi măng vẫn xa xỉ. Vì không cần thiết, đa số con đường trong thôn vẫn là đường đất, thôn ủy hội làm nền xi măng rất nhanh cũng sẽ dơ bẩn. Đồng thời, chu dương chú ý thấy trên mặt đất xi măng có đậu một chiếc santana khá mới hẳn là mua không lâu chu dương hiếu kỳ trên trấn không có xe trong thôn lại có xe không xa lắm đi xe máy cũng chỉ mất một hồi chỉ là thôn ủy hội có xe không biết dân chúng bao giờ mới có thể người người đều có xe máy nói xong chu dương tiếp tục hướng về phòng làm việc của thôn ủy hội đến phòng họp chu dương bắt đầu nghe các đảng viên cán bộ trong thôn báo cáo tình hình nghe xong chu dương tổng kết bằng một câu ca múa mừng cảnh thái bình láng giềng hòa thuận bách tính an cư lạc nghiệp toàn thể thôn dưới sự lãnh đạo của đảng cùng ủy ban sống thời gian càng hồng hỏa chu dương không phủ nhận các thôn khác có tình hình này nhưng một hoa thôn thì ngoại trừ tốt công tác của các ngươi ta thấy rõ đảng cùng ủy ban rất coi trọng công tác của thôn ủy hội nhiệm kỳ mới của thôn ủy hội cũng sắp đến phải không chu dương hỏi đúng tháng sau chúng ta sẽ cử hành nhiệm kỳ mới tuyển cử, lúc đó toàn thôn dân sẽ bỏ phiếu chọn ra người thích hợp nhất làm bí thư chi bộ thôn. Một thượng du cười nói. Đúng rồi, một bí thư đã làm bí thư chi bộ thôn bao nhiêu nhiệm kỳ. Chu Dương cười nhìn vị bí thư chi bộ thôn khoảng 45-46 tuổi này. Ta từ 21 tuổi đã tranh cử bí thư chi bộ thôn, hiện tại đã là nhiệm kỳ thứ 8. Chu Dương nghe xong, thấy hợp lý, hiện tại nhiệm kỳ mới của thôn ủy hội vẫn là 3 năm một lần, 20 năm sau mới là 5 năm một lần. Ừm, có thể thấy, thôn dân rất tín nhiệm ngươi, nhiều năm liên tục đều chọn ngươi. Chu Dương vẫn giữ nụ cười, thoạt nhìn rất coi trọng một thượng du. Đều nhờ thôn dân coi trọng tín nhiệm, không quản lần tới có phải là ta làm hay không, ta đều nguyện đứng vững cuối cùng trên cương vị này. Bí thư chi bộ vỗ ngực cam đoan với Chu Dương. Ha ha, ngươi sẽ, chu trấn trưởng, nhà ăn thôn ủy hội đã chuẩn bị cơm, chúng ta cùng ăn cơm trưa. Một thượng du muốn thừa cơ hội này thân mật với chu dương. Ăn cơm thì không cần, sau này có nhiều cơ hội ăn cùng, hôm nay ta chỉ tới thăm các ngươi một chút, hiện tại thấy rất yên tâm. chu dương nói, mặt mỉm cười, còn gật đầu, nhìn rất hài lòng. Vậy thì tốt, không làm phiền chu trấn trưởng đi các thôn khác thị sát công việc một thượng du cũng đứng dậy tiễn chu dương nhìn thấy chu dương rời đi một thôn chủ nhiệm nói nghe nói một quốc cường trước đây tìm hắn cáo trạng hôm nay đến lại như không có chuyện gì hắn biết thì có thể làm gì trần kiến quân bên kia ta mỗi năm hai vạn khối vàng rồng bạc trắng là cho không sao một thượng du giọng điệu rõ ràng không coi hồng đỉnh trấn bí thư đảng ủy vào mắt vậy cũng đúng hắn chỉ là một tiểu tử trên trấn còn phải nghe trần bí thư thôn chủ nhiệm nói mặc dù mọi người đối chu dương khách khí, nhưng chỉ là khách khí, không ai đặt tiểu tử này vào lòng. Dù sao, lúc tiểu tử này mặc tả, họ đã lăn lộn kiếm tiền. Chu Dương bên này dẫn Chu Cường đến thôn khác. Tìm chỗ râm mát dừng lại một chút, ta đi tiểu một lát. Chu Dương nói, Chu Cường vội vàng dừng lại, Chu Dương đi vào rừng cây. Cái này một thượng du rất có tiền sao? Đều mua Santana. Chu Dương hỏi đúng là rất có tiền chu cường gật đầu ta nghe nói hắn ngoài làm bí thư chi bộ thôn còn làm ăn chu dương cũng là người hồng đỉnh trấn dù đọc sách không quan tâm nhiều chuyện này nhưng thỉnh thoảng cũng nghe không để ý lắm đúng vậy hồng đỉnh trấn có mỏ đất sét bãi cát và xe khách đi nội thành và huyện thành đều do hắn vận hành còn có đội thi công kiến trúc cũng là của hắn chu cường nói Chu Dương liền biết một quốc cường tìm hắn phản ánh vấn đề chắc chắn đã đến tai một thượng du, tốt là hắn không gấp động thủ, vị này chắc nghĩ mình sợ. Hắn cưỡng chiếm đất đai gia đình một quốc cường và đã thương một quốc cường cũng là thật sao? Chu Dương hỏi. Đương nhiên là thật, không chỉ một Hoa thôn, cả thị trấn đều biết, còn đến ủy ban trấn ồn ào, nhưng vô ích. Ta còn khuyên hắn không nên làm bừa, vì nhiều chuyện nuôi một bước sẽ trời cao biển rộng. Chu Cường là người tính cách không tranh chấp, ở Ủy ban Trấn cũng là người làm việc cúi đầu. Vậy cũng đúng, ta chỉ tò mò, một thượng du còn làm chuyện xấu nào? Có phải càng làm xấu, kiếm tiền càng nhiều? Nghe Chu Dương hỏi, bác quái tâm của Chu Cường liền thức tỉnh, tiếp tục nói, ngươi khi còn học, chắc biết đi huyện thành có mấy chiếc xe khách khác biệt, nhưng hiện tại thấy bao nhiêu, hình như chỉ còn một loại, đúng vậy, các xe khách khác đều bị hắn đánh đập, đâu còn ai dám chạy vận chuyển, a à, báo cảnh sát cũng vô dụng sao? chu dương hỏi có ít gì phó sở trưởng đồn công an thị trấn là em họ của hắn hắn còn có bạn học cũ ở cục công an huyện nhiều khi bị bắt cũng là do bọn hắn dính líu cầm tiền giải quyết riêng chu dương nghe rất bất mãn nhưng không có cách hậu trường của hắn quá mạnh chu dương cảm thấy phải cẩn thận phòng ngừa lật xe dù sao những người này đều là thôn bá ác nhân không muốn mạng tất cả những hành vi này đều diễn ra tại tử vân huyện và hồng đỉnh trấn sao chu dương có chút hiếu kỳ bởi vì hắn biết nếu những hành vi phạm pháp này diễn ra ở tử vân huyện thì không dễ làm gì được mạng lưới quan hệ của hắn ở đây rất mạnh đồng công an có thể sẽ không lập án trước đây hắn đánh nát xe của người ta còn đánh vỡ đầu người ta phải vào bệnh viện hiện tại người tài xế đó còn thiếu một ngón tay thật điên cuồng vậy sao chu dương cũng rất ngạc nhiên người này hoàn toàn không sợ gì sao hắn sợ cái gì lúc còn trẻ phạm sai lầm vào tù ra tù về sau vẫn làm bí thư chi bộ chu cường cũng rất bất đắc dĩ dù mình là công chức quốc gia nhưng bí thư chi bộ thôn một thượng du cái gì cũng không phải mình đối mặt với hắn vẫn phải khách khí hoàn toàn không có tôn nghiêm của một nhân viên ủy ban người tài xế bị chặt đứt ngón tay đó ở đâu ở đâu tử vân huyện chắc chắn không dám ở hiện tại ở thị khu, sao ngươi biết rõ như vậy? Chu Dương Hiếu Kỳ hỏi. Người tài xế bị chặt đứt ngón tay là cháu lớn của cậu ta, vừa mua xe chạy được nửa năm, liền bị đánh, ngón tay còn bị chặt đứt. Khi đó ta còn học trung cấp, chuyện này đã 10 năm trước rồi. Chu Cường nói, Chu Dương liền hiểu. Một thượng du biết người tài xế đó là người thân của ngươi sao, không biết, dù sao cũng không có quan hệ thân thích trực tiếp với nhà chúng ta, không nuôi tới, chỉ là mỗi năm nghe cậu ta nhắc chuyện này." Chu Cường nói, "Ngươi cho ta địa chỉ của cậu ngươi hoặc là cháu lớn của hắn, Chu trấn trưởng, ngươi không phải có ý định gì với một thượng du chứ? Ngươi là tuyển điều sinh, làm việc an ổn 2 3 năm chắc chắn sẽ lên trưởng trấn, đừng dính líu vào những chuyện này." Chu Cường lấy giọng từng trải khuyên giải. "Ta không ngốc như vậy, chỉ là muốn nắm rõ nhược điểm của đối phương, không thì công việc sau này rất khó mở rộng." ngươi nghĩ gia hỏa này vẫn phục quản lý sao vậy cũng đúng cậu ta ở cương thiết hoa viên cái này đúng dịp chu dương nghe thấy là cương thiết hoa viên liền biết sự việc tiếp theo sẽ thuận lợi hơn cái gì tốt không có gì về ủy ban trấn đi chu dương biết sự việc không thể vội vàng cũng không thể làm bừa tiếp theo chu dương vẫn xuống nông thôn điều tra nghiên cứu bình thường không có bất kỳ dị thường gì đồng thời Chu Dương cũng từ từ quen thuộc với đồng sự ở Ủy ban Trấn. Mọi người cũng nghe tin đồn, biết Chu Dương có nhiều quan hệ, nên dù hắn còn trẻ, không ai dám đối xử bất kính. Ngày thứ sáu, khi tan làm, Chu Dương ngồi xe khách về nội thành theo lệ cũ. Đến cương thiết hoa viên, việc đầu tiên hắn làm là tìm tôn đạt cậu Chu Cường. Chu Trấn Trưởng, ngày sau lại tới đây, mau mời vào. Tôn Đạt là công nhân xưởng, năm nay hơn 50 tuổi, gần đến tuổi về hưu. Nghĩ việc không quan trọng, chỉ cần bồi thường đúng chỗ, nhưng lại bị quản lý xưởng nuốt riêng. Cuối cùng, chính là vị này giúp mọi người đòi lại công đạo. Vì vậy, khi Chu Dương vào, hắn vội vàng pha trà mời. "Tôn thúc, ta hôm nay đến vì nghe Chu cường nói cháu lớn của ngài bị một thượng du ở Hồng Đỉnh trấn chém ngón tay." "Đúng, có việc này, ai?" "Đã hơn 10 năm, không nói nữa." Tôn Đạt lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn muốn nói. Nói đi, nghe nói ủy ban có chính sách hỗ trợ cho người tàn tật. Chu Dương không muốn nói mình muốn đối phó một thượng du, vì có thể lão nhân này sẽ tiết lộ ý đồ của mình. "Ai, việc này phải nói từ khi cháu lớn của ta mua xe chạy vận chuyển. Khi đó chính sách mới buông lỏng, cho phép người cũng chạy vận chuyển. Chúng ta gom góp tiền mua xe cho hắn, nghĩ là thừa dịp chính sách buông lỏng kiếm ít tiền tốt để thành gia lập nghiệp. Nhưng ai ngờ" một thượng du không đồng ý, nhiều lần đâm thủng lốp xe, cháu ta không nhịn được, sửa xong xe lái đi tìm hắn lý luận, cuối cùng bị chém đứt ngón út, xe còn bị đập. Về sau, chúng ta báo cảnh sát, nhưng đồn công an Hồng Đỉnh Trấn nói hắn liên quan đến phạm tội khác, lập án mang đi, về sau cháu ta tốn mấy ngàn tiền viện phí, cùng một cái dao, thấy rõ sự việc, rồi lén lút hòa giải, đối phương bị vô tội phóng thích. Nhắc tới chỉ là chuyện này. Ai? Không nói nữa. Tôn Đạt nói đến đây, Chu Dương nắm bắt một tin tức quan trọng, đó là họ báo cảnh sát ở nội thành, nên khi đó chắc có ghi chép điều tra ngón tay thụ thương. "Ừm, cháu lớn của ngài hiện ở đâu?" "Ta nghĩ hắn không ở Hồng Đỉnh Trấn." Chu Dương biết, chuyện này vẫn cần tìm cháu lớn của Tôn Đạt hỏi thăm. "Hắn ở Kim tỏa khu nhà mới tòa 2, phòng 301." Chu Dương rời nhà Tôn Đạt, trời đã tối, hắn tính ngày mai đi tìm đối phương. Trở về phòng thuê, em trai và em gái cũng đã tan học. Họ hiện học ở trung học tốt nhất nội thành. Thời gian gần đây đã quen chưa? Chu Dương hỏi. Ca, ta thấy bọn họ tiếng hắn siêu tốt. Chu Đào tuyệt vọng, nghỉ hè cố gắng học tiếng hắn nhưng chỉ đạt mức trung bình, trong khi người khác dễ dàng đạt trên 80 điểm, khiến hắn cảm thấy nhục chí. Không sao, quan trọng là ngươi không lãng phí thời gian, chậm rãi đuổi theo là được. Chu Dương an ủi. Chu Giao, thích nghi hoàn cảnh mới không? Tạm được, lớp 12, mọi người cơ bản đều cúi đầu học tập. Chu Giao không cảm thấy khó chịu, chỉ cần không ở trường cấp 3 Hồng Đinh là tốt rồi. Nhìn thấy em trai và em gái thích nghi, Chu Dương nhẹ lòng không ít, hy vọng họ có thể thi đổ đại học tốt. Nhất là Chu Giao, năm đó thi không đổ, không muốn học lại, kiên quyết đi làm, cuối cùng cuộc sống rất khổ. Cả đời này, hắn nhất định phải bồi dưỡng hai đứa thành học sinh đại học trọng điểm. Sáng sớm hôm sau, chuẩn bị bữa sáng cho đệ đệ muội muội xong, Chu Dương ra cửa. Hắn muốn đi kim tỏa khu nhà mới tìm Lý Đại Quang, chính là người bị chém ngón tay bởi một thượng du. Đến kim tỏa khu nhà mới, Chu Dương đi tới tòa 2, phòng 301, gõ cửa. Một người đàn ông hơn 30 tuổi ra mở cửa, tay thiếu một ngón tay. Ta là Chu Dương, cùng cậu ngươi tôn đạt quen biết, hiện ta là phó trấn trưởng hồng đỉnh trấn chu dương nói xong lý đại quang vẫn mơ hồ không biết vị này tìm mình làm gì chu trấn trưởng mau vào lý đại quang không biết chu dương tới làm gì nhưng nghe là phó trấn trưởng liền khách khí dù sao thôn trưởng trong mắt bọn hắn đều là hoàng đế miệt vườn huống chi là lãnh đạo trên trấn lý đại quang pha trà mời chu dương không cần khách khí ta lần này đến là muốn hỏi về sự việc ngươi bị chặt đứt ngón tay năm đó hộ khẩu của ngươi vẫn ở hồng đỉnh trấn ủy ban chúng ta có một số chính sách đặc biệt dành cho người tàn tật chu dương vẫn không nói rõ mục đích của mình chủ yếu là vì lo lý đại quang sẽ sợ dù sao sự việc năm đó lý đại quang cũng không gây ồn ào nhiều cho thấy hắn là người khá nhát gan và sợ phiền phức vậy thì thật quá tốt rồi lý đại quang tỏ ra hứng thú dù mất một ngón tay không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt nhưng có lợi ích từ chính sách thì chắc chắn không thể bỏ qua vậy nói một chút về tình huống ngón tay ngươi bị chặt đứt như thế nào chu dương hỏi ai ngón tay này không giấu ngài là bị một thượng du bí thư chi bộ thôn một hoa thôn cho người đánh gãy ô hắn vì sao muốn chặt đứt ngón tay của ngươi chính là không muốn ta lái xe thôi năm đó cục giao thông cho phép chúng ta tư nhân vận chuyển ta mua một chiếc xe trung pakistan nhưng một thượng du cũng có một chiếc xe vì cảm thấy ta đoạt sinh ý của hắn nên cho người chặt đứt ngón tay của ta không cho ta tiếp tục lái xe năm đó ta báo cảnh sát cũng không có tác dụng ai không nói chuyện này nữa chính sách này cần ta chuẩn bị tài liệu gì không lý đại quan tập trung vào chính sách của quốc gia ừm chúng ta có chính sách quét đen trừ ác chuyên hạn nếu bị xã hội ác bá gây tàn tật sẽ có chính sách phụ cấp nhưng ngươi cần báo cáo với công an và ủy ban về những kẻ ác bá đó chu dương nói Lý Đại Quang biến sắc, Chu Trấn Trưởng đừng giỡn, ngón tay này không phải bị ác bá gây, mà là tự mình không cẩn thận làm gãy. Nghe Lý Đại Quang tự thuật mâu thuẫn trước sau, Chu Dương cười, ngươi không dám xác nhận ác bá trong thôn, lại dám lừa ta, một quan viên được thành phố cử xuống, ngươi thật là to gan. Chu Dương đặt mạnh ly trà lên bàn, nước trà nóng văng ra ngoài. Lý Đại Quang bị dọa giật mình, chính mình đã khổ sở, đắc tội một thượng du coi như xong, nhưng lại đắc tội cả quan viên thành phố chu trấn trưởng ta không dám lừa ngài mà là một thượng du tại tử vân huyện không ai động được thế lực rất lớn lý đại quang bất đắc dĩ ha ha ta không định động đến hắn ở tử vân huyện nghe nói ngươi năm đó báo cảnh sát ở nội thành còn nhớ rõ đồn công an nào không là đồn công an đường cương thiết lý đại quang nói chu dương nghe xong biết việc này dễ làm đường cương thiết rất dài cương thiết hoa viên cũng do đồn công an này quản lý nơi trước hắn giải quyết giấy lái xe cũng ở đường cương thiết vương sở trưởng chính là đội cảnh sát giao thông cảnh sát giao thông và cảnh sát nhân dân bình thường cũng như cảnh sát hình sự đều thuộc cục công an quản lý họ có giao lưu mật thiết chu dương gọi điện thoại tới vương sở trưởng của đội cảnh sát giao thông alo vương sở trưởng ta là chu dương chu trấn trưởng có gì dạng dò vương sở trưởng rất khách khí dù hắn là chính khoa cấp bậc ở đội quản lý xe, nhưng đối mặt với Chu Dương vẫn dùng tư thái cấp dưới. Là như vậy, có liên quan đến một vụ án của bạn ta 10 năm trước. Sau đó Chu Dương kể đơn giản về vụ án của Lý Đại Quang, nhờ hắn nói với đồn công an đường cương thiết để giải quyết dễ dàng hơn. Ai nha, một vụ án ở xã, Vương Đạt ta xử lý được. Ngài chờ, đợi lát nữa ta cho ngài biết kết quả, sau đó, Vương sở trưởng cúp máy đi hỏi thăm. Chu Dương ngồi tại nhà Lý Đại Quang. Lý Đại Quang dùng ánh mắt còn lại nhìn vị phó trấn trưởng trẻ tuổi này, cảm thấy người này thật có bối cảnh, ngay cả vương sở trưởng đội quản lý xe cũng rất khách khí, việc của hắn chắc sẽ có kết quả. Bởi vì lúc này điện thoại ngoại âm lớn, Lý Đại Quang nghe rõ Chu Dương nói chuyện. Hơn 20 phút sau, vương sở trưởng gọi lại. Chu trấn trưởng, việc này ta hỏi rồi, xác thực có vụ án, còn chưa hủy, vẫn treo ta sẽ cho trần sở trưởng đồn công an đường cương thiết số điện thoại của ngài, ngài để người trong cuộc đi làm ghi chép lại. Được rồi, cảm ơn, buổi tối mời ngươi cùng trần sở trưởng ăn cơm, đừng từ chối, ai nha, làm sao có thể từ chối, ngài mời khách, chúng ta không đến không được. Vương sở trưởng rất khách khí, hắn tuy là sở trưởng đội quản lý xe nhưng không thể tiến thêm, nếu có thể cùng người ở trung tâm quyết sách đi chung đường, chắc chắn có lợi cho mình. Tốt, 6 giờ tối, Giang Nam Tiểu Viện minh bạch, sau đó, Chu Dương dẫn lý đại quan đến đồn công an đường Cương Thiết. Đến nơi, trần sở trưởng đích thân tiếp đón. "Chu trấn trưởng, ngài thật vì dân làm chủ, vụ án này còn tự thân dẫn người bị hại đến." Trần sở trưởng nhìn Chu Dương rất khách khí. Nếu Chu Dương chỉ là phó trấn trưởng của một huyện hạt bình thường, hắn không để ý, nhưng Chu Dương là tuyển điều sinh, còn là trợ lý thị trưởng, cơ quan trong nội thành đều biết chuyện này, nên Chu Dương đến, nhất định phải coi trọng. Trần Sở Trưởng khách khí, làm phiền ngài quan tâm vụ án 10 năm trước. Chu Dương cũng rất khách khí. Ai, việc này là do công tác không đúng, dù 10 năm trước ta chỉ là tiểu cảnh sát, nhưng không quản là 10 năm trước hay hiện tại, ta đều có tình cảm với dân chúng, đạo đức nghề nghiệp cảnh sát không cho phép bỏ qua chuyện này. Trần Sở Trưởng nói nghiêm túc, Chu Dương suýt tin, nếu vậy, sao vụ án 10 năm không giải quyết, rõ ràng là quan mới không muốn phiền phức. Trần Sở Trưởng có lòng yêu dân, ta rất bội phục, cảm thấy hệ thống công an có người như ngài là may mắn tương lai trần sở trưởng thành tựu chắc chắn không thấp người có lòng vì dân nhân dân cũng sẽ nâng hắn chu dương cũng tân bốc trần sở trưởng dù trong lòng mắng người ai quá khen quá khen vụ án này ngài yên tâm năm đó ghi chép đầy đủ chỉ thiếu bắt người nói cũng đúng năm đó nên bắt giữ hình sự nhưng lại để kéo tới hiện tại pháp trị kiến thiết còn xa Trần sở trưởng tỏ vẻ ấy nấy, nhưng hắn đã nói, khi đó chỉ là tiểu cảnh sát, không phải hắn phụ trách, nên muốn thể hiện khác với vị sở trưởng trước. Chu Dương biết, thập niên 80-90 pháp trị không cao, loại chuyện này không có gì lạ. Ân, đừng quên tối nay ăn cơm. Chu Dương nói. Ai, ngài yên tâm, việc bắt giữ cần công an cục phê chuẩn, ta sẽ cầm văn kiện qua đó, tối nay không gặp không về. Đúng rồi, ngài không cần mua rượu, Ta có sẵn. Trần sở trưởng nói rồi bắt đầu bận rộn. Lý đại quan toàn bộ hành trình không nói mấy câu, không ngờ việc này cứ thế xong rồi, Chu Dương cũng không bất ngờ, năm đó một thượng du bị an toàn mang đi không phải vì hắn có bối cảnh ngầu cỡ nào ở nội thành, mà bởi vì cảnh sát ở đây không muốn phiền phức. Dù biết rõ trình tự không hợp lệ, họ cũng không muốn quản lý. Phía sau mấy đời đồn công an sở trưởng cũng mang tâm lý này, biết việc này có vấn đề nhưng tất cả đều giả vờ như không thấy. Cái gọi là chỗ dựa của một thượng du, chủ yếu là phó sở trưởng của đồn công an Hồng Đỉnh Trấn. Mười năm vẫn là phó sở trưởng, nói rõ làm việc không được lòng người nên mới không lên nổi. Ngoài ra, một thượng du còn có quen biết ở cục công an huyện, nhưng người đó chỉ là đội trưởng cảnh sát hình sự, mười năm trước vẫn là phó đội trưởng, thực ra chưa đến phó khoa. Chỉ hai người này nhưng tại vị trí quan trọng, bình thường trị an vụ án tại phó sở trưởng có thể giải quyết, còn vụ án hình sự thì đội trưởng cảnh sát hình sự cũng cơ bản giải quyết được. Kiếp trước Chu Dương hiểu qua một chút về ác bá nông thôn, thực ra đại bộ phận không có bối cảnh quá mạnh, chủ yếu là một số quan chức không lớn nhưng tại vị trí quan trọng làm ô dù, rất thích tranh đấu tàn nhẫn, người bình thường không dám báo cáo lên trên nên họ có thể tự tung tự tác. Một thượng du, dù sao chỉ học hết cấp 2, kiến thức có hạn, hắn không biết Chu Dương sẽ hàng duy đã kích hắn. Trưa hôm đó, Văn kiện tạm giữ hình sự một thượng du được lãnh đạo cục phê chuẩn. Lúc 12 giờ 30 phút trưa hôm đó, hơn 10 chiếc xe cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát hình sự và cảnh sát nhân dân từ cục công an và đồn công an đường cương thiết xuất phát. Chu Dương đã chuẩn bị sẵn danh sách liên quan đến các thành phần đen tối, nhưng mục tiêu chính vẫn là một thượng du. Bắt hắn là hoàn thành nhiệm vụ, còn các thành phần nhỏ khác không quá quan trọng. Lần này hành động phải nhanh vì đối phương có người trong hệ thống nếu chờ điều tra địa hình rồi mới bắt thì chắc chắn không kịp. Binh quý thần tốc, 2 giờ rưỡi chiều, thôn ủy hội một hoa thôn, hơn 10 chiếc xe cảnh sát vây quanh thôn ủy hội. Nhìn thấy số lượng xe cảnh sát và cảnh sát đông đảo, một thượng du có chút hoảng loạn, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh. Chư vị đồng chí, có chuyện gì vậy? Một thượng du bị vây quanh bởi các cán bộ thôn, thực ra là thành viên của thế lực đen, điều này là bí mật công khai trong thôn. Các cán bộ thôn này không phải do dân bầu, phiếu bầu đều là họ tự điền. Bắt lại. Các cảnh sát không nói nhiều, trực tiếp còng tay hắn, ngươi phản. Ta muốn gặp một sở trưởng, ta muốn gặp lý đội trưởng. Một thượng du la lớn. Nhưng các cảnh sát đến trực tiếp đưa hắn lên xe, các cán bộ thôn khác cũng bị còng tay. Không có gì để nói nhảm. 5 giờ chiều, xe cảnh sát đã lái về nội thành. 5 giờ rưỡi chiều một sở trưởng trực ban đồn công an hồng đỉnh trấn mặt mày trắng bệch đồn công an yên tĩnh lạ thường mọi người biết có chuyện lớn sắp xảy ra đồng thời tại văn phòng đội cảnh sát hình sự tử vân huyện đội trưởng lý toàn cũng nghe tin một thượng du bị bắt tan làm vẫn ở văn phòng hút thuốc năm giờ chiều năm mươi tại giang nam tiểu viện vương sở trưởng đội quản lý phương tiện và sở trưởng đồn công an đường cương thiết cùng chu dương tập hợp ba người vừa uống rượu vừa trò chuyện Chu Dương lấy ra một tờ bản thảo, là bài viết ca ngợi đồng công an đường Cương Thiết và cục công an Tân Hồ khu, khu cùng cấp huyện, nhưng là thành thị, kiểu thành phố, quận của Việt Nam, đã dũng cảm quét đen trừ ác. Tổng kết, bài viết khen ngợi đồng công an và cục công an tương quan lãnh đạo. Từ quyết định hành động đến bắt giữ nghi phạm, đều đáng khen ngợi. Trần sở trưởng, nếu không có vấn đề gì, ta nghĩ có thể đăng lên Giang Đông Nhật báo. Trần sở trưởng đọc xong, thấy có tên mình, trong lòng vui mừng không xiết. Bài viết rất tốt, Chu Trấn Trưởng không hổ là người trí thức. Trần Sở Trưởng vốn xuất thân quân nhân, nếu để viết bài, chắc chắn không viết được. Không phải văn chương tốt, mà là người tốt. Người không tốt, văn chương dù hay cũng vô dụng. Chu Dương cười. Ha ha, Chu Trấn Trưởng thật là yêu dân như con, lại dám bên vực lẽ phải. Bài viết này cứ theo tên ngài ký phát hành. Trần Sở trưởng hỏi: Thế thì không cần để khoa tuyên truyền khu cục công an hoặc cục thành phố phát. Phát thế nào thì các ngươi tự hiệp thương. Chu Dương không muốn tên mình xuất hiện, vì việc này dù tốt nhưng người ta sẽ nghĩ mình là cái gai, danh tiếng xấu. Hơn nữa, nếu ác thế lực muốn động thủ với mình, mình sẽ chịu thiệt. Uống rượu xong, đã là 9 giờ tối, Chu Dương lão đảo về nhà. Về đến nhà liền ngủ. Đêm đó một thượng du và đám người nhận tội thực ra không nhận cũng phải nhận cảnh sát có nhiều cách cậy miệng họ chủ nhật chu dương trở về hồng đỉnh trấn không ai biết hắn làm gì ở nội thành nhưng hắn biết thứ hai chắc chắn có trò hay để xem đầu tiên những nhân viên nhúng tay vào vụ án năm đó chắc chắn sẽ bị bị miệng bí thư đảng ủy hồng đỉnh trấn trần kiến quân cũng có thể bị liên lụy hắn rất hiểu người như một thượng du tất nhiên nếu không ra được sẽ kéo mọi người vào cùng dù trần kiến quân không phải người tham gia vụ án lý đại quan năm đó nhưng mấy năm gần đây chắc chắn nhận không ít tiền của một thượng du đương nhiên đây là việc của ban kỷ luật thanh tra hiệu suất xử lý sẽ chậm hơn cảnh sát phá án nhiều chu dương muốn động đến một thượng du ban đầu vì hắn cưỡng chiếm nền nhà người ta đánh gãy chân người ta nếu trực tiếp lấy lý do này đối một thượng du chắc chắn cục công an huyện sẽ xử lý cuối cùng cũng chỉ là cãi cọ không giải quyết được gì hắn biết để giải quyết vấn đề không thể xuất phát từ vấn đề này mà từ góc độ khác giống như đồng ruộng trưng thu xây nhà máy hắn cho rằng là cán bộ cơ sở làm việc không thể mù quáng vì dân làm chủ cuối cùng việc không làm được còn hại mình và người khác hắn viết tuyên truyền bản thảo để kết thúc chuyện này một lần vì một thượng du quan hệ với phó sở trưởng trấn và đội trưởng cảnh sát hình sự huyện nhưng quan hệ của họ ở đâu chắc chắn là cao hơn một cấp hắn thông qua dư luận tuyên truyền kết thúc triệt để xem ai dám nhảy ra nếu có người nhảy ra chắc chắn có vấn đề chu dương biết làm việc này nhất định phải làm triệt để không để cho địch nhân có cơ hội thở hắn tin lãnh đạo cục thành phố đối mặt với công lao này cũng sẽ không từ bỏ dù sao đây đều là chiến tích chu dương từ đầu đến cuối hiểu rõ muốn người khác làm việc phải để họ có thu hoạch nếu không vì sao họ phải giúp ngươi thứ hai chu dương đi làm như thường lệ cùng ngày trần kiến quân thường sẽ tổ chức một cuộc họp định kỳ nhưng hôm nay sắc mặt của trần kiến quân không được tốt lắm nghe các cấp dưới báo cáo công việc của tuần trước và dự báo kế hoạch cho tuần tiếp theo chu dương cảm thấy suốt hơn một tháng qua chỉ toàn nghe những báo cáo về tiến triển mà không có kết quả cụ thể mọi người đều như vậy không có ngoại lệ nếu trước đây trần kiến quân còn hào hứng lắng nghe thì hôm nay hắn không còn kiên nhẫn nữa nói cái gì cũng vô ích không có gì thực tế tan học, lúc này, chủ nhiệm văn phòng đảng đang báo cáo công tác cũng bất ngờ trước tình huống này. Chu Dương cười thầm trong lòng, biết rằng Trần Kiến Quân đang nóng ruột. Dù đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng cũng không lâu nữa, khi mọi hành vi phạm tội của một thượng du bị điều tra rõ ràng, những kẻ nhận lợi lộc sẽ lần lượt bị xử lý. Dù vậy, cũng như vụ án của một phóng sinh năm đó, kết quả không có gì tốt đẹp. Sáng 8 giờ rưỡi, một phóng sinh đến đồn công an đi làm như thường lệ nhưng hôm nay khi vào sở không có ai chào hỏi như mọi khi đến phòng họp sở trưởng với vẻ mặt nghiêm túc cùng vài người lạ mặt và một số không quen biết từ đơn vị khác trong đó có bí thư kỷ ủy trấn ngô quân bảo hắn biết việc lớn không tốt đồng chí một phóng sinh mời ngồi sở trưởng rất nghiêm túc nói sau đó trấn bí thư kỷ ủy tiến lên nói đồng chí một phóng sinh ta đại diện huyện kỷ ủy cùng trấn ban kỷ luật thanh tra cần ngươi trong vòng 24 giờ, nói rõ ngươi liên quan đến việc bao che cho một thượng du, kẻ đứng đầu thế lực hắc ám. Mời ngươi nghiêm túc cân nhắc và cẩn thận giải thích để tranh thủ được tổ chức xử lý khoan dung. Nghe xong, một phóng sinh biết mình đã bị song quy, cần trong thời gian quy định, ở địa điểm quy định, bàn giao chi tiết tình huống. Thông thường đến bước này là đã có đầy đủ chứng cứ. Ngô Quân bảo, người này một phóng sinh biết rõ, lão già này luôn biết rõ mình bao che cho một thượng du, nhưng trước đó không hề nhắc nhở mình, chuyện tương tự cũng xảy ra ở cục công an huyện trong văn phòng đội cảnh sát hình sự lý đội trưởng hoàng bí thư đang chờ ngươi trong phòng học nhỏ lúc này một cảnh sát trẻ nói với lý toàn tới lý toàn cười cười nhìn như gió êm sóng lặng nhưng khi hắn đi ra văn phòng hướng về phòng học nhỏ ngón tay hắn run rẩy hắn đi tới cửa phòng học giơ tay gõ cửa nhưng tay không còn sức đập vào không khí có lẽ vì thấy mình chậm trễ quá lâu tay hắn rơi xuống cánh cửa. Phát ra âm thanh ngột ngạt, tựa hồ đặc biệt vang. Mời vào, Lý Toàn đẩy cửa vào, nhìn thấy vị hoàng bí thư thường ngày hòa ái dễ gần, nhưng hôm nay sắc mặt rất nghiêm túc. Ngồi đi. Ta muốn ngươi trong vòng 24 giờ giải thích việc ngươi vi phạm quy tắc, bao che cho một thượng du và thế lực hắc ám liên quan. Mời ngươi nghiêm túc cân nhắc và cẩn thận giải thích để tranh thủ được tổ chức xử lý khoan dung, Lý Toàn lập tức ngồi bệt trên ghế biết rằng mình đã bị song quy hiện tại còn gọi mình là đồng chí nhưng sớm muộn sẽ gọi thẳng tên lý toàn tay run rẩy giờ khắc này hắn cảm nhận được sự sợ hãi của tội phạm dù là cảnh sát hình sự lâu năm đối mặt với tình cảnh này hắn vẫn không chịu nổi chu dương trở về văn phòng mở cuốn sổ ghi chép hiện tại việc trưng thu đất và vấn đề xâm chiếm nền nhà đã có kết quả giờ chỉ còn vấn đề về kế hoạch hóa gia đình và công khoản ăn uống chu dương không vội không trực tiếp mở rộng điều tra hay phản hồi về hai vấn đề này. Hắn muốn chờ việc một thượng du tiếp tục mở rộng, Trần Kiến Quân xuống ngựa, mình mới xử lý từng việc. Đây là một quá trình dài, Chu Dương không gấp. Tháng này công việc trọng tâm là dự án trong thành phố và tiếp tục cân đối việc trưng thu đất. Hiện tại vẫn là đồng ruộng và đất hoang, nhưng với sự mở rộng khu công nghiệp hóa chất, tương lai sẽ liên quan đến khu dân cư. Chu Dương tính toán đặt khu công nghiệp gần xã Bách Lý còn khu dân cư ở hồng đỉnh trấn gần nội thành thuận tiện cho người dân đi lại và tránh xa ô nhiễm chu dương đã lập phương án nhưng cần huyện cục quy hoạch phê duyệt điều này không gấp vì dự án lớn cần thời gian một doanh nghiệp một chính sách thời gian sẽ dài nhưng nhìn xa hơn vài năm thật ra cũng không chậm liên quan đến con đường quy hoạch chu dương cảm thấy cần lập tức đưa vào danh sách quan trọng hiện tại đường xi măng quá chật nếu hai xe đối mặt rất khó đi Chu Dương tính toán sửa một con đường khác, giữa đường cũ vì nếu xây lại trên đường cũ, giao thông sẽ không thuận tiện. Ngoài ra, đường mới phải là đường 2 chiều 4 làng xe. Thời này quy hoạch đường 2 làng xe đã là đầu tư lớn, đường 4 làng xe có vẻ lãng phí với nhiều người. Nhưng Chu Dương không nghĩ vậy, vì với sự phát triển nhanh của đất nước, vài năm nữa đường hai làng sẽ rất chật. Nếu không lo trên không đồng ý, hắn sẽ trực tiếp quy hoạch đường 6 làng xe. Lập phương án xong, quyền dù phê duyệt thuộc về ban phát triển kế hoạch thành phố, nhưng vẫn phải qua ban chấp hành phát triển huyện. Trước mắt, cần qua trưởng trấn và bí thư đảng ủy trấn đồng ý, Chu Dương đầu tiên tìm trưởng trấn Hứa Quốc Lương, hỏi về ý kiến sửa đường. Quan viên đều biết sửa đường tốt, nhưng khó kéo đầu tư. Chu Dương là người ở trên, có thể có cách, nên hắn đồng ý, chuyện này ta không có ý kiến, chủ yếu là ý kiến bí thư. Người mang phương án đi hỏi một chút. Hứa Quốc Lương nói, sau đó chu dương cầm phương án đi gặp trần kiến quân biết hứa quốc lương không làm chủ được hỏi hắn chỉ là thủ tục đến văn phòng trần kiến quân thấy hắn vẫn không vui chu dương hiểu dù sao tiền đồ chưa biết ai có thể vui bí thư ta có ý tưởng sửa con đường nối nội thành ngài xem phương án này có được không dù sao chu dương là người ở trên hắn đưa ra phương án trần kiến quân dù không vui cũng không thể từ chối ngay trước mặt chu dương nhìn qua phương án thấy có chút hợp lý nhưng tâm trạng không ở đây ta không có ý kiến ngươi đi hỏi huyện trần kiến quân cũng hiểu mình cần thành tích nếu con đường thành công tổ chức có thể xem xét đây chỉ là suy nghĩ của hắn tốt vậy ta không quấy rầy bí thư nói xong chu dương rời đi trở lại văn phòng mình tính toán ngày mai đi huyện gặp phó huyện trưởng hồ hưng quốc báo cáo thông qua được sau đó phát cải ủy ủy ban phát triển và cải cách và cục quy hoạch dễ nói chuyện có điều Chu Dương tin tưởng việc này sẽ thông qua, bởi vì con đường này là cần thiết cho phát triển khu công nghiệp. Vừa ngồi xuống ghế chưa nóng, Bí thư Đảng ủy trấn Trần Kiến Quân đã đến. "Chu Trấn trưởng, ngươi có quen biết ai ở cục công an khu Tân Hồ không?" Trần Kiến Quân hỏi, khiến Chu Dương tưởng rằng việc làm sau lưng của mình đã bị tiết lộ. "Bí thư có chuyện khó khăn gì sao?" Chu Dương hỏi. "Ta không có việc gì khó." chỉ muốn hỏi ngươi có thể gặp mặt đồng chí ở cục công an khu Tân Hồ không? Nghe Trần Kiến Quân nói vậy, Chu Dương biết vị này đang dò la thông tin, muốn biết một thượng du có tiết lộ chuyện của mình hay không, hoặc muốn tìm cách gặp một thượng du để thương lượng không khai ra mình. Chu Dương hiểu rõ, loại ác bá như một thượng du tuyệt đối sẽ không khách khí với Trần Kiến Quân, vì hắn biết mình chắc chắn phải ngồi tù, hắn sẽ kéo những kẻ khác chết theo. Ta không quen biết, nhưng có thể giúp ngươi hỏi một chút. Chu Dương không từ chối, bởi vì chuyện này chỉ cần ngoài miệng đáp ứng là được về phần có thể giúp trần kiến quân tìm người hay không ai biết khi nào mới xong được nếu có thông tin ngay lập tức cho ta biết nói xong trần kiến quân rời đi văn phòng của chu dương nhìn thấy trần kiến quân hoảng sợ không chịu nổi một ngày chu dương cười thầm sớm biết như vậy sao lúc trước còn làm lúc cầm tiền sao không biết một thượng du là ngôi sao tai họa chu dương cho rằng trần kiến quân vẫn còn tâm lý may mắn hiện tại trần kiến quân chỉ còn cách thử mọi thứ khi tuyệt vọng tin rằng ngoài việc tìm hắn trần kiến quân sẽ còn tìm các loại người hỗ trợ tìm hiểu thông tin để làm chuẩn bị trước thời hạn chu dương không để ý ngày mai trước đi huyện thành để trao đổi về việc sửa đường sau đó đi gặp ban chấp hành phát triển kế hoạch thành phố ngày hôm sau chu dương mang theo kế hoạch sửa đường đến huyện ủy ban gặp thường vụ phó huyện trưởng hồ hưng quốc hồ huyện trưởng đây là kế hoạch sửa đường kết hợp với khu công nghiệp hóa chất ngài xem có cần tiếp tục ưu hóa không? Chu Dương đã trao đổi trước qua điện thoại với Hồ Hưng Quốc, nên cũng không đột ngột. Hồ Hưng Quốc không nghi ngờ về chính sách và bố cục của Chu Dương, nhưng khi thấy kế hoạch đường quốc lộ dài mấy chục cây số, trong lòng có chút khó khăn. Theo tình huống bình thường, mỗi km đường quốc lộ tốn khoảng 3.000 vạn, 30 km con đường sẽ cần 10 ức tài chính. Số tiền này, huyện ủy ban không có, trừ phi thành phố ủng hộ ít nhất một nửa tài chính. Chu Trấn Trưởng, kế hoạch này không có vấn đề, một khi xây dựng xong, sẽ là việc tốt cho Hồng Đỉnh và Tử Vân. Trước đây chúng ta cũng đề cập, nhưng thành phố không phê duyệt, đúng vậy, trước đây không phê duyệt vì Tử Vân huyện vắng vẻ, cảm thấy không cần thiết. Nhưng hiện tại có khu công nghiệp, con đường này là cần thiết. Ta tin tưởng lần này sẽ được phê duyệt. Chu Dương cười nói. Nghe Chu Dương có lòng tin như vậy, Hồ Hưng Quốc rất kinh ngạc mặc dù lý thuyết hiện tại phê duyệt là hợp lý nhưng tại sao hắn lại tự tin như vậy điều này chứng tỏ hắn ở thành phố có không ít quyền lực chu dương có lòng tin này bởi vì kiếp trước con đường này đã được phê duyệt mà không có khu công nghiệp huống hồ hiện tại có kế hoạch khu công nghiệp hiện tại chỉ là thời cơ đến thuận thế mà làm hồ hưng quốc hiểu rõ đối với quan chức chỉ cần chu dương có giá trị hắn sẽ tận dụng cơ hội để làm chu dương hài lòng đây là cách mà một số cán bộ cao cấp kiếp trước bị lừa đảo. Ừm, có khả năng này. Thứ sáu ngươi cùng ta đi thành phố, tìm ban chấp hành phát triển kế hoạch và thị trưởng nói việc này, Hồ Hưng Quốc nhìn Chu Dương, như đang hỏi ý kiến hắn. Được rồi, thứ sáu ta đến huyện trước, đi cùng xe công với ngài. Chu Dương nói. Không cần phiền toái vậy, ta sẽ lái xe đi Hồng Đỉnh trước, từ Hồng Đỉnh vào nội thành. Ngươi ngồi cùng xe. Hồ Hưng Quốc nói. Vậy đa tạ Hồ huyện trưởng. Chu Dương lộ vẻ thụ sủng nhược kinh. Đừng khách khí, chúng ta làm vì Hồng Đỉnh trấn lão bách tính. Ta sẽ hỏi ý kiến huyện trưởng và bí thư huyện ủy, nhưng không có gì bất ngờ, thứ sáu chúng ta sẽ vào thành phố, Hồ Hưng Quốc biết đây là việc tốt, huyện trưởng và bí thư huyện ủy không có lý do cự tuyệt. Tốt. Chu Dương sau khi cọ một trận cơm trưa tại huyện ủy bang, liền trở về Hồng Đỉnh Trấn hiện nay, toàn bộ Hồng Đỉnh Trấn còn làm việc chỉ có Chu Dương và Bí Thư Kỷ Ủy Ngô Quân Bảo. Trưởng Trấn hiện tại rất tùy tiện, mỗi ngày đến muộn, đến chút là đi. Bí Thư Đảng ủy Trấn Trần Kiến Quân mấy ngày nay không thấy bóng dáng, nghe nói đi thành phố tìm quan hệ vận hành. Chu Dương rõ ràng, một Bí Thư Đảng ủy Trấn trong mắt lãnh đạo thành phố chỉ là bổ sung thành quả vụ án một thượng du, lúc này vận hành là đâm vào họng súng, lãnh đạo thành phố chờ mở rộng chiến quả, thứ sáu, 9 giờ sáng xe công của Hồ Hưng Quốc đến ủy ban trấn. Trưởng trấn hứa quốc lương đã nhận tin tức, cùng Chu Dương nên đón. Trần Kiến Quân vẫn không thấy bóng dáng, nghe nói đi thành phố. Hứa quốc lương ghen tị khi thấy Chu Dương ngồi lên xe thường vụ phó huyện trưởng Hồ Hưng Quốc. Nhìn xe rời đi, hứa quốc lương cảm thán: nếu ta là tuyển điều sinh, thị trưởng cũng sẽ để ta ngồi xe công. Hứa quốc lương rất ghen tị, cảm thấy không có đãi ngộ như vậy vì xuất thân không tốt, không như Chu Dương là tuyển điều sinh của Đại học 211, bày mưu tính kế cho văn phòng ủy ban thành phố. Hiện tại chuyến xuống hương trấn chỉ là mạ vàng, mạ vàng xong sẽ thăng nghiệm trưởng trấn, hoặc trở lại văn phòng ủy ban thành phố, cuối cùng thăng lên cán bộ sự cấp. Còn họ, lần mò dưới cơ sở, chỉ có thể nhìn và than thở. Trên đường về thành phố, Hồ Hưng Quốc và Chu Dương trao đổi về phương châm của huyện, Chu Dương chủ yếu là nghe, thỉnh thoảng phát biểu ý kiến, nhưng luôn nói trúng và đưa ra đề nghị, khiến Hồ Hưng Quốc cảm thán. Hiện tại, dù là lãnh đạo của chu dương hồ hưng quốc đã xem chu dương là tài nguyên chính trị muốn ôm chặt bắp đùi hơn một giờ sau xe họ tiến vào văn phòng ủy ban thành phố chu dương dẫn người đi gặp phó thư ký trưởng chu chính quân dù sao vị này là lãnh đạo của mình sau đó hồ hưng quốc và chu chính quân nói chuyện một hồi lâu tốt hồ chủ tịch yên tâm đây là việc tốt cho bách tính văn phòng ủy ban thành phố sẽ ủng hộ chúng ta sẽ cầm phương án cho phó thị trưởng và thị trưởng xem các ngươi trước tiên có thể tìm tàu chủ nhiệm hỏi ý kiến. Sau cuộc trò chuyện, Chu Chính Quân đồng ý hỗ trợ. Việc này liên quan đến Chu Dương, hiện tại Chu Dương chỉ là điều tạm xuống, Chu Dương làm tốt, cũng là hắn chỉ huy có phương pháp. Vả lại, việc này được văn phòng Mỹ ban thành phố ủng hộ, hắn thuận tay còn có thể nhận công lao, cớ sao không làm, Chu Chính Quân hài lòng với hành động tặng công lao này của Chu Dương, cảm thấy không nhìn lầm người. Không quấy rầy Chu Thư Ký trưởng nữa, ta sẽ đến gặp tàu chủ nhiệm ngay bây giờ hồ hưng quốc cũng cười rạng rỡ hài lòng với sự hợp tác của chu chính quân cảm thấy mình đã quen biết một nhân vật quan trọng tại văn phòng ủy ban thành phố đối với việc chu dương dẫn hắn đi gặp chu chính quân hồ hưng quốc cảm thấy rất hài lòng chu dương mang hồ hưng quốc tới bởi vì hắn biết chu chính quân chắc chắn sẽ ủng hộ kế hoạch sửa đường của mình kiên định thái độ của hồ hưng quốc cũng là một sự ủng hộ đối với chính mình có nhiều việc chỉ cần làm như vậy sẽ thành công giao tình nhiều lúc cũng chỉ là như vậy mà kết giao, sau đó, họ đến văn phòng của Tào Chính Hoa. Hồ Hưng Quốc đợi ngoài cửa, Chu Dương vào trước để thông báo. Sau đó, Chu Dương ra ngoài và nói: "Hồ huyện trưởng, Tào chủ nhiệm mời ngài vào nói chuyện." Lần này, Chu Dương không vào cùng, mà để cơ hội gặp mặt cho Hồ Hưng Quốc. Hồ Hưng Quốc trong lòng cảm khái không thôi, muốn gặp Tào chủ nhiệm mà cần đến Chu Dương thông báo, nhưng thái độ của Chu Dương rất tốt giúp tạo cơ hội gặp gỡ với phó chủ nhiệm thường vụ của ủy ban phát triển kế hoạch hồ hưng quốc là người kinh nghiệm trong quan trường biết rằng nếu có thể làm được điều này thì giao lưu với tàu chủ nhiệm sẽ thuận lợi một giờ sau tàu chủ nhiệm gọi chu dương vào chu dương ta đã cẩn thận trao đổi với hồ huyện trưởng và thống nhất cho rằng việc sửa đường là cần thiết nhưng tiền này không thể toàn bộ do ủy ban thành phố chi trả các ngươi ở tử vân huyện cũng cần đóng góp một phần dù sao trước đó các ngươi đã chi tiền cho khu công nghiệp lời của tàu chủ nhiệm cho thấy có điều kiện để thông qua kế hoạch của hắn hồ huyện trưởng trước khi đến đã nói sẽ hết sức ủng hộ việc sửa đường muốn làm việc thực sự cho người dân hồng đỉnh trấn chu dương đáp ha ha đó cũng là trách nhiệm của chúng ta hồng đỉnh trấn có khu công nghiệp việc sửa đường là rất cần thiết huyện chúng ta dù phải thắt lưng buộc bụng cũng sẽ cố gắng sửa đường hồ hưng quốc thể hiện thái độ rất khiêm tốn trước tàu chủ nhiệm ừm rất tốt việc hợp tác giữa thành phố và huyện sẽ giúp cho việc này thuận lợi chi phí cụ thể sẽ được thành phố định giá sau khi đấu thầu chi phí sẽ được chia theo tỷ lệ bảy ba đương nhiên dự án này rất lớn cần sự đồng ý của thường vụ hội và thường ủy hội ta sẽ hết sức tranh thủ tàu chủ nhiệm nói vậy thì phiền tàu chủ nhiệm sau này nếu có chỉ thị gì Xin ngài hãy gọi điện thoại cho ta." Hồ Hưng Quốc Kim Tốn nói. "Ừm, thường xuyên giữ liên lạc." Hồ Hưng Quốc ra về với cảm giác dễ chịu, sau đó cùng Chu Dương đến văn phòng ủy ban thành phố. Vì vừa rồi Hồ Hưng Quốc bày tỏ muốn gặp thị trưởng để báo cáo công việc của huyện Tử Vân, Chu Chính Quân đã điều chỉnh thời gian gặp. "Hồ huyện trưởng, thị trưởng hiện có thời gian, ngài có 20 phút." Chu Chính Quân nói với Hồ Hưng Quốc. "Vậy thì rất cảm ơn Chu thư ký trưởng." Tối nay nhất định sẽ uống một chén với ngài, tốt. Học hỏi kinh nghiệm từ Hồ huyện trưởng cũng là vinh hạnh của ta, ha ha, học hỏi lẫn nhau, Chu Dương nhất định phải tham gia, Hồ Hưng Quốc cười tươi. Sau đó, hắn vào văn phòng Tiêu Long Uy. Dù chỉ có 20 phút, nhưng Hồ Hưng Quốc tài ăn nói rất logic, lại hiểu rõ tình hình huyện Tử Vân và các số liệu kinh tế, khiến Tiêu thị trưởng Kiên Nhẫn nghe hết. Ừm, tình hình huyện Tử Vân ta đã hiểu, rất vất vả cho các đồng chí huyện ủy và ủy ban Tiêu thị trưởng nói. Cảm ơn sự quan tâm của văn phòng ủy ban thành phố đối với chúng ta. Nếu có cơ hội, mong thị trưởng ghé thăm huyện Tử Vân để chỉ đạo công tác. Hồ Hưng Quốc rất vui mừng, bình thường không có cơ hội đến văn phòng ủy ban thành phố để báo cáo công việc. Hôm nay có cơ hội thể hiện, trực tiếp trò chuyện với thị trưởng trong 20 phút, đúng là không dễ. Hồ Hưng Quốc không vội rời văn phòng ủy ban thành phố, mà tiện thể thăm hỏi vài vị phó thị trưởng, báo cáo tình hình công việc của huyện Tử Vân, dễ dàng tìm cơ hội gặp bí thư thị ủy và phó bí thư. Cả ngày, Hồ Hưng Quốc rất phấn khởi. Nếu không có sự quan hệ của Chu Dương, hôm nay chắc chắn phải mời nhiều người khác cùng nhau ăn cơm. Buổi chiều khi tan việc, Chu Dương đã đặt bàn tại Giang Nam Tiểu viện. Phó thư ký trưởng Chu Chính Quân, Thường vụ phó huyện trưởng Hồ Hưng Quốc, Chu Dương cùng ba vị đồng sự từ phòng tổng hợp tiếp khách, tất cả uống rượu rất vui vẻ. Chờ uống xong, đã là 9 giờ thường vụ phó huyện trưởng không muốn về chu dương sắp xếp tài xế và khách sạn cho hồ hưng quốc chu dương đoán rằng dựa vào tính cách của hồ hưng quốc hắn còn muốn ở trong thành phố vài ngày nữa để gặp thêm vài người chủ nhật buổi chiều chu dương lại ngồi xe của hồ hưng quốc về hồng đỉnh mấy ngày nay hồ hưng quốc mệt mỏi không ít nhưng có thể thấy hắn rất vui cùng uống rượu với chu chính quân tạo được một số giao tình khiến hắn dễ dàng mở ra cục diện tại thành phố Hiện tại không dám nói các vị lãnh đạo sẽ coi trọng hắn, nhưng ít nhất cũng làm quen mặt. Thường vụ phó huyện trưởng, nhìn bề ngoài quyền lực rất lớn, nhưng cũng rất áp lực, phụ trách nhiều công việc nhưng không thể thường xuyên gặp mặt lãnh đạo thành phố. Tham gia hội nghị trọng yếu, thường là bí thư huyện ủy hoặc huyện trưởng tham gia, hắn ít khi có cơ hội. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã đến cuối tháng 9. Lúc này, mặt trời không còn quá gay gắt công trường của tập đoàn Liễu Nguyên đã lắp đặt không ít thiết bị công nghiệp hóa chất. Cuối năm có thể điều chỉnh và thử nghiệm đầu tư. Trong đó, hạng mục công nghiệp hóa chất thứ hai cũng sẽ được triển khai, tháng giêng năm sau sẽ đặt nền móng. Khi đó, lãnh đạo thành phố và huyện sẽ có mặt tại lễ đặt nền móng của tập đoàn Liễu Nguyên. Tháng này, Trần Kiến Quân một tuần có 3-4 ngày không có mặt tại đơn vị. Hiện tại, trong Mỹ Ban Trấn đã lan truyền tin đồn Trần Kiến Quân bị huyện kỷ ủy để mắc tới, có thể bị điều tra. Chu Dương không ngạc nhiên về kết quả này. Trần Kiến quân tác phong bá đạo, hiện tại có tin đồ như vậy, tin rằng Ủy ban Hồng Đỉnh Trấn và các đơn vị công tác trước đây sẽ không bỏ qua cơ hội này để bỏ đá xuống giếng. Ngày 30 tháng 9, Hứa Quốc Lương tổ chức một cuộc họp. Từ khi Trần Kiến quân ít đến đơn vị, hắn cuối cùng cảm nhận được vị trí người đứng đầu Ủy ban. Trước đây, dù là người đứng đầu Ủy ban, nhưng thực tế bí thư đảng ủy Trần Kiến Quân mới là người nắm quyền, hắn chỉ là người hỗ trợ bỏ phiếu và gật đầu khi cần giờ đây tình hình đã khác trần kiến quân không có mặt hắn vẫn là phó bí thư đảng ủy kiêm nhiệm công việc của bí thư đảng ủy trấn nhìn như công việc trở nên nhiều hơn nhưng thực ra lại thoải mái hơn nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha